hại ba giờ sáng ấy, có phải một mình sách đâu, lúc đấy là toàn dân đều sách hết, toàn dân sách rồi. Quê lúc đấy làm gì có điện, Hà Nội thì sáng. Hà Nội còn không có, Hà Nội một tuần còn được có mấy buổi điện thôi. Vâng. Còn đâu tối là cả nhà anh với lại cả nhà hàng xóm là cứ ra ngoài đường là nằm giải chiếu ra đường nằm. Vâng. Nhưng mà ngày xưa nó được cái nó tình cảm. Tình cảm gì? Con người ngày xưa tình cảm. Hạt muối chia đôi thì đường chia nửa, đúng nghĩa luôn. Đúng chất đấy. Đây là đường Hoàng Hoa Thám. Các bạn đều biết là cụ Hoàng Hoa Thám là một trong những người đã dẫn dắt nhân dân Việt Nam là khởi nghĩa. Đó là một cuộc khởi nghĩa dài suốt 30 năm trời. Khởi nghĩa nông dân của cụ Đề Thám, của cụ Hoàng Hoa Thám suốt 30 năm trời, nhưng không thành công được. Đường Hoàng Hoa Thám. Đường Hoàng Hoa Thám là ngay cạnh gọi là văn phòng Thủ tướng Chính phủ. Và bên cạnh đó chính là công viên Bách Thảo. Trên này toàn là công viên, nó toàn cây. Toàn cây. Cái này mình gọi là vườn hoa, gọi là gì nhỉ? Ngày xưa nó gọi là vườn hoa, là công viên. Công viên. Công viên Bách Thảo. Ngày xưa được đi cuối tuần được đi vào Bách Thảo nó oách lắm. Oách, oách slack luôn. Oách luôn. Các cái đoàn khách du lịch đến phố cổ ấy, gần như là họ đều đến cái tour là đi đến thăm cái xác B-52 nhá. Em hỏi anh em du lịch rồi, anh em bảo là 100% luôn công ty của cái bạn ấy là đều dẫn đến chỗ xác B-52. Tour phố Hà Nội. Mình cũng sắp đến rồi. Đường Hoàng Hoa Thám này thì kéo khá dài. Cái đoạn đầu này thì không buôn bán nhiều, nhưng mà cái đoạn bắt đầu từ Văn Cao trở đi á thì buôn bán đồ gỗ. Rồi hình như là cây đoạn cuối gần bưởi là buôn bán cây cối. Cây cối anh nhỉ? Với lại đất trồng cây, đất có trồng một thời gian người ta còn buôn cả chim nữa. À, chim đúng rồi. Đi đường dưới là lên ngõ 70. À, đi lên đi thẳng xong là rẽ, em không biết nhưng mà em thường đi, đi ngõ đằng trước mặt này, xong là rẽ trái vào hồ B-52 luôn. Đường dưới này cũng vào được. Dưới này có cái đường vào hơi chặt. Đường này thì bé, thường người ta sẽ đi vào cái đường Thụy Khuê song song với đường này. Trước mặt đây là võ vào đường hồ B-52 được đây này. Mình sẽ không ngắt một tí nào cả. Vào đường về hồ B-52 luôn. Đừng qua rồi. Vâng, anh đi vào đi, hơi nguy hiểm. Đó. Trong cái ngõ này có một cái hồ là hồ Hữu Tiệp đấy, sắp đến rồi. Đi thẳng thêm tí nữa. Ngõ phố Hà Nội. Hai xe ô tô cày đánh nhau nè. Hơi mệt. Đấy, đi. Và đây đúng rồi, đây chính là hồ Hữu Tiệp trước mặt quý vị. Đấy, anh đi một vòng hồ là được. Đấy, anh cứ đi thẳng xong đi vòng. Đây chính là hồ B-52. Họ đấy. Đây các bạn, tôi đã đến hồ B-52. Và anh cứ đứng đấy. Dạ. Lúc này là khoảng độ hơn 7 giờ tối, hơn 19 giờ. Và chúng ta có thể nhìn thấy, tiếc là không có đèn để dọi vào cái xác máy bay B-52 nằm ở dưới hồ kia. Ở đây thì có một cái gần như là một cái tượng đài nhỏ nhỏ. Người dân thì đang câu cá đấy các bạn này.
Và xung quanh hồ Hữu Tiệp này thì khá là nhà cao cửa rộng cả. Đó, kia chính là cái xác máy bay B-52 nằm chỏng chơ dưới cái hồ này khi mà quân và dân Hà Nội thủ đô đã đánh B-52 rụng ở đây. Bằng chứng bên cạnh kia là trường tiểu học Ngọc Hà, ngày xưa người ta gọi là làng hoa Ngọc Hà đấy các bạn. Xung quanh này thì cái nhà dân đấy các bạn, nó như này thôi. Để tôi quay cho quý vị xem. Bên cạnh kia có một cái nhà tưởng niệm. Họ chưa bật đèn, giáo bật đèn này thì đây. Giáo buổi tối có cái đèn mà nó dọi vào cái xác B-52 kia thì hay. Nhưng mà chắc là buổi tối du lịch, khách du lịch không có. Ở đây có một số quán cà phê. Tôi đi vòng vèo ở đây xem nào. Trong này, đi trong này chắc là khu dân cư. Đây. Và người dân ở đây họ đến đây họ câu cá, sao lại có cá đây chứ? Cá đây. Bên này nó có những cái quán hàng, cà phê. Đúng rồi, cái đồ. Chú có phải chú dân ở đây không? Dạ, chú đi câu cá ở hồ này ạ? À? Đây ngồi tí cho nó đỡ buồn. À thế ạ, à, đỡ buồn. Có được con nào không chú? Cũng thỉnh thoảng được cái cá này là sau khi mà người ta cải tạo cái hồ này này, kỷ niệm 55 là người ta cải tạo. À, thế là mình cứ ra đây câu tự do thoải mái gọi là tiêu khiển đấy ạ? À? Ngồi cho đỡ buồn tuổi già thôi. Dạ, cháu ở xa đến đây, cháu lên đi thăm cháu thấy có cái xác B-52 này. Chú có thể nói một chút về cái xác B-52 để cho cháu tìm hiểu thêm được không ạ? Thì tôi ở đây ấy, mà là người sống cuối cùng là cái đêm mà chứng kiến cái rơi cái máy bay B-52 này. Dạ. Đấy, là năm bao nhiêu chú? Tức là đêm ngày 27 tháng 12 năm 1972. À, đêm ngày 27 tháng 12 năm 1972. 23 giờ 5 phút. Đấy, chú đứng ở đây được chưa? Dạ vâng. Tôi thì rất nhiều khách du lịch từ các cái công ty lớn người ta toàn đưa khách vào đây rồi. À thế ạ. Thì vâng. Tôi chú chia sẻ cho cháu chút để cháu hiểu thêm về lịch sử được không ạ? Rồi, tôi nói luôn cả địa chỉ cho ông. Dạ. Tôi tên là Trịnh Ngọc Đức. Dạ. Là sinh năm 1000 năm âm là 1960. Dạ. Còn năm 61, năm dương là 561. Dạ. Khi mà cái trong 12 ngày đêm, trong cái 12 ngày đêm Hà Nội chiến thắng B-52 ấy, năm đấy là tôi kém mấy ngày nữa là bước sang tuổi thứ 13. Dạ. Thì tôi là một cái đứa trẻ nó rất là nghịch ngợm. Và thích xem bắn máy bay. Không phải là từ cái cuộc chiến tranh của Johnson này, mà cuộc chiến tranh Nixon năm đến là tôi mới có 7 tuổi thôi. Thì là thường xuyên đi xem bắn máy bay kể cả ngày lẫn hay đêm. Cái đời tổng thống Johnson ấy, thì là ít đêm hơn. Nhưng mà cái đời tổng thống Nixon thì là ác liệt và khốc liệt nhất. Tức là chú là chứng kiến toàn bộ những cái sự khốc liệt nhất của Hà Nội trong 12 ngày đêm. Trong 12 ngày đêm. Cái lúc đấy chú đang ở khu vực nào ở Hà Nội? Tức là ở tại làng Hữu Tiệp này. Ngay làng này luôn. Làng Hữu Tiệp này. Dạ. Đây nhà tôi ấy là trong số nhà 16. À. Số nhà 16 nhá. Ngách 51 ngõ 55. Dạ. Đường Hoàng Hoa Thám. Đây là cái địa chỉ người ta mới đổi. Còn cái địa chỉ từ trước ấy là số nhà 163 tổ 16 cụm 3. Làng Hữu Tiệp, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội. Dạ. Thế thì cả cái tuổi thơ đấy thì sinh ra trong một gia đình rất là đông anh em. Dạ. Cũng là nghèo mà mình thì lại là nghịch ngợm, hiếu động. Dạ. Là cứ hay đi xe bắn máy bay thôi. Thì cái bắt đầu ấy, từ ngày 18 tháng 12 năm 1972 là Hà Nội, là Mỹ người ta tuyên bố sẽ cho cái Hà Nội này là trở lại cái thời kỳ đồ đá. Dạ. Cho nên họ điều động một cái khối lượng vũ khí rất là hiện đại, đấy là cái máy bay B-52. Vâng. Là lém bom vào Hà Nội. Bắt đầu từ ngày 18 ấy, thì là họ đánh vào tất cả các cái cơ quan quan trọng nhất của nhà nước này, ví dụ như là đài phát thanh tiếng nói Việt Nam này. Vâng. Nhà máy điện Yên Phụ này và bệnh viện Bạch Mai. Yeah. Trung tâm y tế bệnh viện Bạch Mai là cái trung tâm y tế lớn nhất của nhà nước. Thì khoảng độ 8 giờ sau cái bữa cơm chiều ấy thì là
Đi cũng theo ngày xưa thì cái đường nó nhỏ chỉ có 1 mét thôi. Vâng. Còn cái chỗ đường kia hát là đấy là cái đường đi. Vâng. Còn từ đây ra là nó là, vâng, là hồ, là xem bắn máy bay. Có bất động cái là phải chặn xem bắn máy bay. Thì cái hầm nhà tôi nó rất là hẹp. À, nhà ông nhà chú có hầm luôn. Vâng. Có hầm nhưng mà rất là hẹp, không, vâng, chứa được tất cả các thành viên trong gia đình, là bố tôi này, vâng, anh tôi này, và tôi này, là phải nhường cái hầm đấy cho những thành viên còn lại chạy ra đây. Dạ. À, chạy vào góc kia. Không phải chạy từ ở trong nhà tôi, trên nhà tôi ở trong cuối ngõ. Cuối ngõ. Vâng. Nó tập nhà tôi là ở trong cuối ngõ là chạy ra đây. Thì ở cái số nhà 55 này kìa, nó có một cái đường mà đi chạy ra cái hầm trú ẩn lên công cộng. Dạ. Là lừa ấy, là lừa để cho bố và anh chạy trước, là tôi không chạy theo bố và anh. Là tôi chạy theo cái dãy hầm. Nó là đúng cái hầm đấy, nó bây giờ nó là cái số nhà 61A kìa. Vâng. Đấy. Thì là cách bờ hồ có 1 mét thôi, thì từ đấy ra đây có khoảng hơn 10 cái hầm cá nhân làm bê tông hình tròn này này, họ chôn dưới đất này để tránh mình bom mảnh đạn thôi. Thì lúc đấy là không có nhà cửa gì hết, chỉ có vườn. Và cạnh cái hầm đấy là có một cái cây gạo nhỏ. Là ra đây không phải mục đích là chui xuống hầm để tránh mảnh bom mảnh đạn, mà ra đây là ngồi trên cái miệng hầm là để xem bắn máy bay. Thì khoảng 2-3 giờ tôi nghe một cái tiếng nổ rất là lớn. Tôi ở trên thì nó đông. À, chú nghe thấy tiếng nổ lớn. Một cái tiếng nổ rất lớn. Dạ. Sau cái tiếng nổ đấy là một cái quần lửa. Vâng. Màu da cam là tôi biết là đã có máy bay bị cháy. Vâng. Còn máy bay gì thì lúc đấy chưa biết. Vâng. Vì cái kinh nghiệm xem bắn máy bay ấy, ban ngày cũng thế, cứ có một cái lửa màu da cam đấy, tức là đã có máy bay cháy rồi. Còn lúc lúc đấy này, thực sự là cái máy bay gì chưa biết. Dạ. Một cái tiếng nổ rất là lớn. Dạ. Chú có nói đi ạ. Một cái tiếng nổ rất là lớn và một cái khối lửa khổng lồ nó lao về phía mình rất nhanh. Dạ. Tiếp theo một cái tiếng nổ thứ hai, nó âm đến cái lần nó lớn hơn rất rất nhiều lần. Đấy. Thì là lúc đấy là ngất xỉu mất rồi. Rơi tõm xuống hầm là đúng ở chỗ cái nhà 61A. Đấy. Thì khi mà tỉnh lại thì là cái nước của cái hồ này nó trào vào cái hầm. À, cái nước cái hồ nó trào ở trong hầm. À, thế, lúc là cái xác máy bay nó rơi xuống. Rơi xuống thì cái nước nó trào vào cái hầm, nó bị lạnh tỉnh lại. Oh. Khi tỉnh lại thì cái người mình nó rất là mệt. Thế và cái đầu này nó rất là nặng. À, tức là bị sung, kiểu bị áp, gọi là áp lực, áp suất. Không phải, nó bị là gọi là... Sức ép thì đúng hơn. Dạ, đúng rồi. Thế khi mà tỉnh lại thì phải dùng hết sức, tức là... Sau cái lúc mà mình tỉnh lại ấy, là cái này cũng chưa biết là cái này rơi xuống. Bởi vì mình ở trên cái khoảng không rất là cao. Thì bắt nếu tiếp cái tiếng thứ hai thì là nó nổ to quá nên mình ngất rồi. Thì mình không biết nó là cái gì, thì là rơi tóm xuống hầm. Và khi tỉnh lại là lỗ. Người mình nó rất là mệt. Cái đầu này nó rất là lặng. Còn tất cả quần áo của mình nó ướt hết. Mình phải dùng hết sức để trèo lên cái miệng hầm và ngồi trên cái miệng hầm. Đấy. Lúc đấy thì là cái lửa ấy, nó cháy suốt từ cái đằng này. À, lúc đấy là lửa của cái vệt lửa. Không, à, cái lửa của cái mảnh máy bay và xác B-52 nó cháy xăng dầu. Xăng nó rất là nóng. Thì đến ngửi thấy cái mùi tanh. Mùi tanh. À. Tức là ngửi thấy cái mùi rất tanh. À. Và cái ngực này thì nó hơi ấm ấm, thì đưa cái tay này lên này. À. Sờ lên mặt này, nhìn này thì là máu từ mắt này. À, mũi này, à, mồm này, tai này, nó chảy hết xuống ngực. À. Đấy, lúc ấy là phải cởi cái áo ra, vắt sạch nó đi. Lau hết máu và nước xong lại vắt, lúc nào không còn nước và máu nữa thì vứt nó xuống hồ. Lúc đấy là các cái bác sĩ của các cái bệnh viện lớn và các cái chú bộ đội ấy, à, là họ được cử đến đây để giúp những cái gia đình mà bị cái xác máy bay này. Dạ. Nó rơi xuống này. Dạ. Nó đè sập nhà, sập hầm, chết người. Thì họ thấy tôi ngồi ở đấy rồi, định bê lên cái cáng và đưa ra bệnh viện, tôi bảo tôi không bị sao hết. Và trong xóm trong cái gì rất nhiều người chết và giúp cho họ, tôi không bị sao hết. Thì khi mà các cái bác sĩ vừa đi khuất ấy, thì là các chú bộ đội, các chú cũng vừa đi tới, thì các chú bảo là đưa các chú đi tìm bắt đi không, thì đến sáng thì là về nhà. Còn trong cái ngày thế rồi có phi công mình có bắt được không, hay là nó không phi công, họ không phải phi công, khi họ bị trúng đạn này máy bay nó tự nhảy ra, họ tự nhảy ra đúng không? Đúng. À, à. Còn cái máy bay này nó là hiện đại nhất lúc bây giờ, tức là nó B-52 đấy, B-52 nhất lúc bây giờ mà nó chở được 30 tấn bom. Đúng rồi. Thì
phi công ấy, họ ở trên trời họ nhìn thấy cái lửa nó rơi xuống đây, cái đời nào họ nhảy dù xuống đây, họ phải lái đi đường khác. Thì đến sáng thì là về nhà. Còn cái ngày 28 này, đêm 28 này, ngày 29 này, đêm 29 là Mỹ họ không dùng cái B-52 ném bom ở Hà Nội nữa. Sáng ngày 30 Tổng thống Nixon tuyên bố là chấm dứt mọi hoạt động ném bom ở Hà Nội. Hà Nội tổng kết là Hà Nội bắn rơi 81 máy bay, trong đấy có 34 cái. À, chú nhớ nhỉ? 34 cái là B-52. Và trong 34 cái thì có 16 cái bị bắn rơi tại chỗ. Cái này là cái thứ 16. Cái này cái thứ 16. Tức đúng, là như vậy là cái cuối cùng rồi chú? Nó là cái cuối cùng, nhưng chưa xong đấy. Tức là cái này là cái thứ 16 mà để kết thúc. À, Việt Nam gọi là Hà Nội chiến thắng 12 ngày đêm. Kết thúc cái chiến dịch nó biến mình về đồ đá đấy, đúng không? Tức là gì? Tức là kết thúc ấy mà Việt Nam gọi Hà Nội chiến thắng 12 ngày và đêm Điện Biên Phủ chiến không là chiến cái này. Còn chứng kiến cái đêm kinh hoàng ấy, ngồi đây có hơn 10 người thì sau một vài tuần thì cũng có người ta chết. Còn thực sự ra là sống đến bây giờ chỉ còn mỗi mình tôi, ít tuổi nhất là tôi còn sống thôi. Còn đâu là họ cũng chết hết. Nhân chứng sống là bây giờ như theo chú là không còn nhiều nữa, chỉ còn làm gì còn mỗi mình ấy, còn người ta ở các cái chỗ xa. Ôi, quý ví dụ như là trên núi này hoặc là các cái nơi khác thì tôi không biết. Nhưng mà sống đến bây giờ mà ngồi từ cái số nhà 61 đến 59 đến 61 ra đây là có khoảng hơn 10 cái hầm mà các anh các chú chết hết. Tức là đây chính là, thưa quý vị và các bạn, đây chính là nhân chứng sống mà đã nhìn thấy xác máy bay B-52 rơi xuống hồ này và chứng kiến toàn bộ. Lúc đó là chú gần 13 tuổi. Chú nhớ kém mấy ngày nữa là bước sang tuổi thứ 13. Đây còn cái làng này ấy, thì đấy là gọi là làng gì chú? Đúng ra thì tên là làng Hữu Tiệp. Làng Hữu Tiệp. Hữu Tiệp. Làm ở trong cái tổng mà gọi là, người ta gọi là 13 làng trại thập tam trại. Đấy là theo cái truyền thuyết thôi. Chứ còn như cả cái đình này thì là lâu. Trước là cái này là cái ao đình. Dân Hữu Tiệp gọi là cái ao đình. Đấy. Thì là cái ao đình ấy là thuộc về đình Hữu Tiệp. Còn rất trong thì mấy chục năm nay rồi chứ không phải bây giờ. Thì là các cái công ty lớn này, các cái đấy là người ta vẫn cứ cho khách vào vào đây và tới tham quan, thứ nhất là thăm vào nhà thăm tôi và nói chuyện. Ui hay quá, cháu rất là may mắn hôm nay gặp được chú. Và chú ơi, cháu hỏi một chút là thời điểm đó năm 1972 á, quân đội chúng ta cũng chưa bao giờ chạm trán B-52. Cháu được biết, cháu học là như vậy, và họ nói rằng là B-52 là một cái gì đó gọi là bất khả xâm, gọi là có thể tiêu diệt được nó. Nhưng mà trên thực tế thì Việt Nam đã làm được điều đó. Không thì phải chú có cái chia sẻ vì như thế nào về cái điều này khi mà lực lượng của chúng ta mỏng hơn họ rất nhiều? Vì sao ấy là tôi lớn lên mà tôi vào bộ đội thì tôi mới biết là cái lực lượng của mình, nếu mà nói về tương đồng nhau thì Việt Nam là rất là lạc hậu so với cái vũ khí của ta. So hiện, với Mỹ thì mình không là cái gì cả. Không là cái gì cả. Nhưng mà vì cái ý chí của cả dân tộc. Mà Mỹ người ta đến đây người ta xâm lược thì Việt Nam bằng mọi cách đánh đuổi như những tất cả các cái kẻ thù khác thôi. Đúng rồi. Chứ còn nói thực ra vũ khí không thì không đủ, không chú? Không đủ. Tự nhiên là còn phải thuộc phụ thuộc vào cái trí thông minh và cái chiến lược chiến thuật. Chứ không thể là ông, nếu mà bây giờ cứ nhiều đạn nhiều súng như bây giờ công bắn có giải quyết được vấn đề gì đâu. Tức là không giải quyết gì. Như kể cả bọn Ngụy cũng đúng, vậy, nó rất nhiều đạn súng đạn. Đúng rồi, nhưng mà Việt Nam ấy thì là cái gì? Vẫn theo cái đường lối của Bác Hồ. Bác Hồ. Tức là lấy ít đánh nhiều. Lấy ít thắng mạnh, lấy ít đánh mạnh và khôn khéo. Đánh du kích. Thì đấy là gì? Cái chiến lược chiến thuật mà không phải quốc gia nào trên thế giới cũng có những cái chiến lược như thế. Càng vì sau này mà lúc mà tôi lớn lên tôi vào bộ đội thì tôi tìm hiểu ra thì đúng thật. Thế chú đi bộ đội là chú đi đơn vị nào ạ? Chú là đi năm 79. À vậy là năm 79 đánh tàu. Đánh Trung Quốc. À. Chú vào cái đơn vị thông tin. Vâng. Là của cái quân khu thủ đô. Dạ, quân khu thủ đô. Là cái trung đoàn 610. Dạ. Tức là bây giờ mắt nó kém. Dạ. Tức là
bây giờ nó mắt nó mù, mắt bên này nó mù hẳn, kém dạ, và... còn cái mắt bên này thì còn có 5 phần 10 thôi, dạ. Mổ đi mổ lại mấy lần không ăn dạ, thua, dạ. Ừ. Thì cứ ấy là nó cứ chảy hết cả nước mắt ra, dạ, dạ, rất là khó, dạ. thì đấy thì cũng chỉ dạ, biết những cái gì thì mình dám nói cái đấy, dạ. Mà nó phải là 100% là có thật, riêng bản thân tôi không được thêm ra, không được thêm vào và cũng không được bớt đi. Nhưng còn mắt tôi là chứng kiến sau những cái trận ném bom như là An Dương, là tôi cũng xuống tận nơi tôi xem rồi, Khâm Thiên, là tôi cũng xuống tận nơi tôi xem. Nhân chứng sống. Tức là sau, tức là đêm 26, 4 giờ sáng là họ ném bom Khâm Thiên, thì 7 giờ sáng là tôi đã có mặt ở Khâm Thiên. Và An Dương cũng thế. Tức là chú là một cái cậu thanh niên rất là hiếu động. Nghịch đúng không? Chứ là tìm nghịch mọi cách để xem. Và ngày hôm nay thì chú trở thành một nhân vật lịch sử. Và cháu xin phép chú là cháu xin ghi hình với chú một cái khung cảnh như này. Cháu làm kỷ niệm. Thứ nhất là xin cảm ơn quý khán giả Thăng Long TV đã theo dõi cái chương trình phỏng vấn này. Và đặc biệt hôm nay tôi có một cái sự việc rất là may mắn là được gặp chú. Chú tên là gì ạ? Gặp ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên, vâng, rất là ngẫu nhiên. Chú đang đi câu cá và tôi đến đây vào lúc hơn 19 giờ. Chú có thể giới thiệu